máy này ha. Rồi giờ nữa, để xuống đi Đạt, để xuống giờ giờ tiếp tận thôi. Em mới được cái ngày hôm nay, không có anh em không có gì hết trơn á. Em cảm ơn hai anh Diệu với em cảm ơn mọi người Mạnh Thường Quân. Và em cảm ơn đã giúp đỡ cho em tiền, số tiền em có. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À, hiện tại thì Bùi Hồ và anh Nguyễn An Giang đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Cũng như ở clip trước thì cô bác quý anh chị có xem clip của Bùi Hồ là có thay mặt Mạnh Thường Quân để trao tiền cho hoàn cảnh của em Trang để mà có cái chi phí sinh hoạt cho hai mẹ con cũng như là mua một số đồ dùng trong gia đình. Thì anh Nguyễn cũng có thay mặt Mạnh Thường Quân trao một cái số tiền cũng khá là lớn, hơn 20 triệu đồng. Thì cuộc sống thì bây giờ cũng gọi là dư thì chưa có dư nhưng mà tạm ổn tí xíu cho hai mẹ con. Thì hôm trước khi mà trao tiền đó, Bùi Hồ với lại anh Nguyễn á có nói về cái mua những cái vật dụng cho bé Trang, con của em Trang á, thì lại bị nội sảy, lý do là ngồi nằm ở trong một cái miếng sốt á nên rất là khó chịu. Nên hôm nay Bùi Hồ có qua đây để cùng với anh Nguyễn lại đi một cái cửa hàng trang trí nội thất đây nè, đó là nệm, bếp ga và tủ đựng đồ, tủ nhựa đựng quần áo. Và thôi thì không, bây giờ không nói nhiều nữa, tại vì cô bác quý chị biết sao không, thời tiết thì rất là nóng, tính dẫn em Trang đi cho chịu cái màu nào thì lấy cái màu đó, nhưng mà con của mình á thì ở nhà mà bé thì nội sảy, sợ ra đường thì sẽ ảnh hưởng sức khỏe của bé, nên hai anh em sẽ đi luôn. Bây giờ mà cô bác quý chị cùng theo Bùi Hồ cũng như anh Nguyễn nha. Hàng trang trí nội thất mà trước đây mà mua cái vật dụng cho gia đình của mình á thì anh Nguyễn cũng thường xuyên ghé lại đây để mua, nên đây là cũng cửa hàng khá là thân quen. Và trước khi vô đây á thì Bùi Hồ có trao đổi rằng là hôm nay thì đến đây để mua cho những cái hoàn cảnh khó khăn mà được Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Đây là chị chủ nè. Em chào chị. Dạ chị, thì hôm nay thì em với lại anh này anh Nguyễn được sự kết nối của Mạnh Thường Quân đó, thì có một cái bé kia có một cái con nhỏ rồi ở trọ thì khó khăn, hai mẹ con mới 3 tháng à, thì họ mua chị về một cái tấm nệm nè, một cái bếp ga, hai bếp với lại một cái tủ đựng đồ cho, tại đang ở trọ, mới ở trọ mấy tháng nay à, chủ trọ còn không lấy tiền luôn á chị. Thì bây giờ chị báo giá cho em về cái nệm trước đi ha. Cho em nệm này vô với. Nếu như mà em nó xài mét 2 á thì em xài mét 2 là cái này đi. Dạ. Cái này là mét 2 ha. Dạ, cái này mét 2 nè. Cái này là nhiêu ha chị ha? Cái này là 1 mét 2 này là 1.3. 1.3. Dạ. Còn 1.350 mà mình tính 1.3 đó nó cho nên mình giao cho 1.3. Bớt 50.000. Dạ. Cái này thì bền không chị? Nó cái này bền lắm, thốn chứ, cái này nằm im lắm nha. Dạ, này là ship lại được, ship lại được nè, cái này ship 2 nè. Dạ dạ, 1.350.000 chị bớt 50.000. Dạ. Rồi cái này là có mua miếng gà riêng không ta? Mua miếng gà riêng. Dạ. Gà nhiêu nữa? Cháo gà 90. Tặng luôn đi. Tặng luôn á. Tại vì thay nghe nói đồng cảm. Dạ, chị lên kênh anh Nguyễn An Giang hoặc kênh Bùi Hồ, chị sẽ hiểu thêm cái hoàn cảnh của bé Trang. Dạ. Có nên chị tụi em sẽ đưa clip lên. Dạ. Đây là 1.3 nha cô bác của anh chị. Cái tấm do cái nhà trọ nó nhỏ đó. Dạ. Thành nữ là cái này ship lên dựng xuống nó sẽ. Dạ đúng rồi. Dễ dàng hơn. Dạ dàng hơn. Ở quên nó mua giày rồi sao tụi em chở? Ở đây em chở. Ở đây em chở. Chở vô. Chở tới. Chở đó có tính phí không? Không. Không tính phí. Còn cái tủ á chị. Cái tủ nha. Tủ quần áo trọ thì nó cũng không lớn lắm đâu. Nhỏ cỡ này không hay là gì? Bên đó. Cái có lẽ là con còn cái hộ ở nhà trọ đó. Dạ. Cái tủ này là bao nhiêu hả chị? Tại nhà mình đang làm nè, bởi vì nó hơi dơ. Dạ. Cái tủ này là 1.8 triệu. 1.8 triệu. Dạ. Cái tủ này là nhựa gì ta? Đại Đồng Tiến hả? Nhựa Đại Đồng Tiến đúng rồi. Nhựa này là nhựa tốt nhất chứ, hay Duy Tân nó mới tốt. Không, Duy Tân thì nó tốt, nhưng mà có cái mình bán cái hàng này là nó cũng đã dày rồi. Dày hả chị? Dạ. Nó để ở trong mé thì tuổi thọ nó là bao lâu ta? Cái này xài nó mình thấy là nó cũng bền lắm luôn đó. Dạ. Này được 4 ngăn. Ừ đúng rồi. Với 2 ngăn nhỏ. Dạ. Có chìa khóa nào luôn? Có chìa khóa luôn. 1.8 triệu hay sao anh Nguyễn? Cái này nó gọn nè. Dạ. Cái này là để đồ người lớn, đồ ship. Đồ lớn luôn ship, đúng rồi.
cho hai mẹ con nó để chung luôn là nó cũng nhiều lắm luôn. Cái này là 1.8 triệu chẵn là không có bớt luôn. Dạ, cái đó 1.8 triệu chẵn, cái đó thì mình không bớt được. Dạ. 1.8 triệu với 1.3 triệu là 3.1 triệu hả? Dạ. Còn cái bếp ga? Cái bếp ga kia mình tính cho 1.5 triệu đi. 1.6 triệu mình tính cho 1.5 triệu. Em dự định là lấy hai bếp luôn. Hai bếp luôn đó, mình tính cho 1.5 triệu luôn đó. 1.5 triệu hả? Bớt 100.000 nữa là được 200. Dạ. Nhưng mà cái bình, cái bếp sao chị? Cái bếp cho em nó xài bếp kiến hay mặt inox ta? Cái mặt mặt kiến này nó đẹp đúng không? Đúng rồi. Còn mặt inox này, này nó không đẹp bằng. Dạ. Này là hai bếp nè. Cho em nó xài cái này đi, em nó cho cũng nó màu đen đen này đi ha. Mà em cho nó ở, sạch. Em ở chợ nó cũng xài ít à, nó có không xài nhiều đâu. Dạ, đúng rồi. Nè. Cái này xài cái này đi, cho em nó xài cái này đi. Cái này là 1.5 triệu là gồm nước luôn không chị? Nước luôn, chọn bộ hết. Dây quanh ha. Dây tự động hay sao? Quanh tự động hay sao? Đúng rồi, quanh tự động luôn đó. À. Quanh nhật luôn. Đây, chị lấy quanh cho em luôn. Coi. Dạ. Tại hai mẹ con cho em cậu ga nè, có người lắp đặt sẵn. Lắp đặt đúng luôn. Rồi, lắp đặt sẵn luôn. Ở đây chị lắp đặt sẵn luôn. Quanh nhật luôn em. Quanh có 1.5 triệu. Là bao gồm nước dây quanh luôn là 1.5 triệu. Dạ. Hồi sớm là 3 triệu mấy người ta? 3 triệu mốt hả? Hồi nãy 1 triệu 8 là... à, này nó 1 triệu 8. Cái nào 1 triệu 8 đúng không? 1 triệu 3. Này 1 triệu 3 là 3 triệu mốt. Dạ. 3 triệu mốt với lại cái này 1 triệu rưỡi nữa hả? 1 triệu rưỡi. 3 triệu đi với 1 triệu rưỡi là 4 triệu rưỡi, 4 triệu 6 đúng không? Đi đúng không? 3 triệu mốt với 1 triệu rưỡi. Đúng rồi. À, bây giờ này là em mua gì là bao lâu thì mới giao được? Chị giao liền. Giao liền cho tụi giao em. Liền bây giờ luôn. Dạ, giao liền tụi em mới mua được. Dạ, giao em, liền luôn. Đạt, thì bây giờ thì cũng cảm ơn chị nhiều ha. Dạ. Thì cái gì Đạt? Thì bây giờ thì tụi em sẽ giao sản luôn nè. Đi chung, đi chung cùng đi em chung luôn ạ. Chung luôn. Dạ. Phương ơi, lấy bộ bình bếp ra lên xe giùm mày đi. Nếu nó nghe nè. Nhớ lấy cái em ga giùm em với nha. Quay bé thì mình sử dụng ga gì nó tốt ta. Ờ thùng đi, thùng cho dễ giặt. À. Thùng cho nó dễ giặt. À. Bộ bình bếp lên xe giùm em đi. Anh Hiếu ơi, lấy giùm ra xe đó vô lấy giùm em miếng niệm mét 2 với cái tủ mũ đó chở cho mấy anh này giùm em coi. Mấy anh này đang làm thiện nguyện cho mấy em nghèo quá. Chỗ hoàn cảnh này chị gặp là chị rơi nước mắt liền. Có nghĩa là bé này thì bị gạt. Dạ. Người ta gạt ở có bầu thì ẩm con đi lang thang khắp nơi. Dạ. Cái ông chủ trọ ông thấy vậy ông mới đem vô cái cho phòng của ổng, phòng trọ nhà ổng. Dạ, không? Dạ. Cho ở miễn phí nó không tính tiền luôn. Dạ. Thành nữ được anh chủ trọ đó giới thiệu mấy anh em mới biết đó. Dạ. Dạ. Hôm nay mới kết nối với mình. Dạ. Hồi nãy là mình tính nhiêu à? 4.6 triệu. 4.6 triệu. Cái là mình bớt nhiều lắm đó nha. Dạ. Tại vì mình cũng nghe vậy. 1, 2, 3 rồi. 4. 4.5 triệu. Có 100 không? Em coi coi. Một miếng điểm một. Chấp nhận cái này bé đang chắc mừng lắm. Bé đang mình tạo cho bất ngờ. Dạ. Không có 100.000 nữa. Thôi chỉ cần cầm đi chị thôi. Chị chủ dễ thương ghê á anh Nguyễn. Có nghĩa là nãy giờ chị bớt đâu khoảng hơn 200.000 rồi. Gần 300 chứ. Có cái đó 50. Ê Phương ơi, thôi làm chị 400 ơi Phương. Có 400 đó thôi làm chị ơi. Bớt cái bình này nó 100 nữa. Là 300.000. 4.5 triệu. 4.6 triệu hả? Dạ. 1, 2, 3. Nó 4.5 triệu hả? Nãy chị trả lại. Dạ dạ. Thôi lại cho anh làm chị 100. 400 ha. Rồi, dạ. Chị cảm ơn ha. Rồi, cảm ơn luôn. Em thay mặt mình quân người thay mặt cho hai mẹ con cô bé cảm ơn chị rồi, nhiều chị ha. Cảm ơn đã nha. Cùng em với bây lại. Bây giờ chị đi lấy áo ga cho. Dạ, nha. Lấy áo ga dạ, giùm em đi. Chị lấy. Bây giờ là hơn 12 giờ trưa. Và hiện nay thì nghe anh Nguyễn chia sẻ rằng là bé Minh Anh á hôm qua là được cái chị ở trọ gần kế bên phòng á là nói nổi sảy nhiều lắm à. Sau lưng nó đỏ, sau lưng đỏ, đỏ hết à. Đó. Dạ. Cái mút nó là giống như mút dính Lào vậy đó. Ba dạ. Nó tội lắm. Ở trọ mà nó không đủ cái độ thoáng ở dưới cái lưng á thì bé nó dễ da nó mềm, dễ dị ứng. Đây hả chị? Có đây luôn ha. Cái này luôn hả chị? Dạ.
Màu này cũng dễ thương ha. Chơi màu xanh không ạ? Hai cái màu xanh, một cái màu hồng. Xanh xanh đỏ đỏ cho em bé nó ham. Cho mấy này là nó có ướt, nó không bị thâm, nó sạch. À, cái này nó gút nước không chị? Cũng nặng lắm anh. Mà độ xốp, độ thoáng hơi á, nó cũng tốt lắm. Rồi mấy anh xong hết chưa chị? Xong rồi, bây giờ đi luôn được chưa? Đi luôn nè. Ok, thôi bây giờ tắt máy dạ. Đi Nguyễn bên em. Rồi, thôi bây giờ cũng một thời gian này bây giờ cũng tới rồi. Và có cái anh thợ, anh gáp cái bếp ga cho. Chứ hàng này em cũng không có biết đường ngồi giáp, vé trang cũng không có biết được. Đã em vô ấy. Trang ơi. Trang. Anh Nguyễn kêu mới nghe. Trang ơi, anh Nguyễn là Trang ơi. Mở cửa anh Trang ơi. Đang ngủ hay sao? Ồ, đang ngủ hả? À... có bất ngờ có quà nè. Vô đi anh, vô đi. Em bật đèn cho sáng lên tí xíu đi. Em rửa mặt vậy chưa? Rửa mặt đi. Hai mẹ con người dân ngủ. Say ngủ. Mà giấy rồi kìa. Anh ra đây quay nè. Nhìn cái mặt lắm. Rồi là à, lém lỉnh lắm. Cái con mắt nó y ghét mẹ lắm. Mà từ ngày mà anh Nguyễn dẫn người hồ lại đây không thấy bao giờ bé khóc nha. Đặc biệt là không thấy bé khóc. Nó dễ thương, có nghĩa là theo ông bà ta nói là trời xanh trời dưỡng ha. Mà con nhà giàu thường bệnh, con nhà nghèo khó khăn rất bệnh lắm. Vô nha. Em dẹp này xuống giùm anh đi, để ở dưới đó đó, để một góc á. Cầm lấy này đi. Anh để bình ga bên nào? Bên đây hay bên đây? Là nó có lỗ không? Có lỗ rồi, nó ra mà nó dính. Ở dưới mà bên trái. Bên phải đi ha, anh để này đây ha. Thầy Đạt, vô chuẩn bị tiếp thầy Đạt thôi. Em bé này kìa. Ừ, ấy em bé đi. Lo cho em. Này gáp lâu không anh? Lâu hả? Đẩy lên này hả? Hôm nay ga riêng cho bé Trang. Mà để có chi phí ga riêng được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân. Anh em chỉ hỗ trợ về tiếp sức để cho hướng dẫn cho bé Trang đường đi nước bước thôi. Và đặc biệt thì anh Nguyễn thì là dân địa phương ở đây. Anh Nguyễn biết những cái việc nào anh làm, thậm chí chia sẻ với cô bác anh chị là Minh Anh nè, được chích ngừa là cũng nhờ anh Nguyễn nói với lại trạm y tế á, đúng không? Dạ. Dạ rồi. Tối có ngủ được không? Dạ được dạ. Dạ hôm nay thấy có biết ra mừng không? Dạ mừng. Hết sợ nổ chưa? Dạ. Em tí xíu nữa em cuốn cái nệm lên, cái nội của mình gỡ cho chú anh chú trọ. Yeah. Có cái hoàn cảnh nào đó thì anh chú trọ có đấy bán hỗ trợ cho người ta thì cũng rất là tốt luôn, để cho những người còn sử dụng á. Sớm nó biết ra thì là triệu sáu hả? Triệu sáu
bình ga này là có nước sẵn luôn á. Có nghĩa là em sử dụng tiết kiệm thì nó có thể được 6 tháng hoặc là bình thường là hai mẹ con chắc sử dụng khoảng gần 5 hay đạt ha. Sáu tháng à? Nếu mình xài cái bình nhỏ mini á, nó rất là tốn kém. Cái này là cái bình nước không là nhiêu tiền anh? Nước không á? Nước là 383. Là coi như gần 400 ngàn. Mà được 6 tháng thì ngày cũng đâu có nhiêu tiền đâu. Mà sử dụng nước ga mini nó đi tiền lắm. Tốn lắm. Nên tốn lắm. Tốn lắm. Tại bình này nhiêu tiền hơn. Tiền hơn đúng không? Đúng rồi. Mà nó an toàn hơn nữa đúng không? Đúng rồi. Cái wan này là nó tự ngắt luôn nè phải không? Đúng rồi. Tự động ngắt cái khi mà sáng bắt nó không cháy bỏ lúc này thôi. Dạ. Yeah. Trang biết sử dụng không? Đã biết. Hai mẹ con ở vậy có mình anh á, qua Vĩnh Long á, anh chú trọ anh đưa về. Dạ. À, không có khó khăn lắm, không có tiền bạc gì trơn á. Anh chú trọ anh thấy thương. Này ta tinh thần đỡ chưa? Dạ. Tinh thần đỡ chưa? Dạ. Này tinh thần sao rồi? Dạ. Anh không biết. Dạ. Em bé còn ấy cái lưng. Dạ hết rồi. Hết rồi. Dạ. Sức có chuyện hay sao? Dạ tự nó hết. Nó quay lại, ngồi xuống thì quay lại anh coi cho. À, cũng còn. Lên, quay đây em ơi, quay đây nè. Này bớt nhiều lắm. Bớt nhiều. Đỏ quá. À, em có mua phấn baby gì không? Không biết, chết chà. Vậy là mai quá bạn, mai á. Chiều mà mua phấn baby á, có nghĩa là hầm là phải sức vô nắp đúng không đặt, sức nắp với lại cổ nè, à, với lại lưng, có nghĩa là phấn cho em bé. Thì khi mà hầm á, người ta sẽ thường tha vô để cho không bị ẩm ướt thì sẽ bị sảy. Nguyễn nói vậy. Hôm trước á, thì do thời tiết mưa gió thì mấy anh em không có đi mua này được cho em. Đó, thì hôm nay thì em mua về cho em luôn cho nó. Anh Nguyễn có nói gì đâu mà nổi sảy tùm lum hết á. Cái bếp ga này chịu không? Chịu, thấp lắm. Yeah. Nói chung là bé Trang có cái duyên gì nè. Một là gặp anh chú trọ tốt bụng, dạ, hướng dẫn về đây. Hai là gặp anh Nguyễn. Dạ. Đó. Anh lo lắng hết à. Anh Nguyễn mà sau này mà anh Nguyễn có vợ là anh Nguyễn ok luôn á. Có kinh nghiệm, gọi là có kinh nghiệm gì ta? Anh Nguyễn có kinh nghiệm gia viên. À sao mày, quay qua đây đi anh nè. Có cần cái sống chén gì không? Dạ. Dạ được, con mất rơi cốc rồi. Anh sao? Ở đằng anh và chị chủ có cái sống chén inox gì không ta? Không anh. Không anh. Thôi tủ rồi. Có tủ chén hả? Ờ, tủ chén. Có nào nó gọn nhẹ nhất phải có sống chén inox bắt lên cái tường á. Ừ. Mình rửa mình để đó. Không có được chắc mua riêng không? Tôi xin chợ mua riêng rồi. Theo phong thủy có lửa là có niềm tin nha. Tí xíu nó mới lên ga. À. Anh phải cân chỉnh ga, không có ảnh thì mình không có biết đường gáp. Rồi, lửa xanh là ok phải không anh? Thôi chờ qua điều tay cháy cái giấy. Xích đây nè, xích coi xích đây. À. Được chưa? Ok. Rồi. Rồi còn cái nệm với lại cái kia đó xong. Dạ đúng rồi, đem cái tủ. Dạ, rồi cảm ơn anh nhiều. Lát nữa anh trả nệm lại đi hả? Trả luôn đi, trả liền luôn á, trả tiền luôn á. Dạ ok. Tí xíu nữa gửi anh tí xíu cà phê, nghiệp quá. Đó là bên cơ sở. Cơ sở hả? Ừ, bên cơ sở. Anh có lương chưa ta? Có, đầy đủ hết. Có lương đầy đủ hả? Nè, để chia sẻ này thấy này hay không?
Thành ra cái này rất nguy hiểm nha người. Có một cái ghế một vậy đó. Để lên cái bình cái này nè. Nó lật một cái là phỏng. Phỏng rất nguy hiểm. Rồi em để lên vậy không ạ? Dạ. Dây điện không tới, không có cái ghế á. Ghế gì? Mình sẽ sống gì đó, không thể là bổ sung sao nha. Cái đó nữa để mình nói cho biết cái khó khăn luôn với thẹt. Ra mà lấy cái thùng này mà làm cái này nè. Ô cái này nó. Dạ. Chị. Dạ. Ở chị đi ở nhà trọ cái bên. Chị căn cạnh bên nha. Chỗ này với tôi không có chị đi. Dạ 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 cảm ơn chị. Ở chị. Giờ nè chị thấy ai nấu nước giống vậy không? Để bình nước lên thùng mì nè. Trời ơi nguy hiểm lắm không có được. Ờ. Ngu quá vậy con, nó nóng quá cháy gì sao? Chứ không có gì chiếm được sao? Giờ phải đi mua ấy thì đắp cái gì đó, cái cây gì được. Ghế. Ghế ngủ thì cũng được đi, nó đỡ hơn là cái này. Nói gì chia sẻ chị là tại vì thiếu hụt không có gì nên là nữ phải làm vậy mẹ con gọi là đấu đế nhau làm. Nghe nghe thôi được cho nó tìm mình. Không chị đẹp mà lên đi. Bé có nghĩa là không phải là bé Trang không biết cái gì, cái việc đó nó nguy hiểm mà đấu đế làm không có gì chim để mà nấu nước cho em bé nên đó nên phải làm vậy á. Cô bác của anh chị mà có xem cũng thông cảm nha. Thì chiều nay về anh Nguyễn là mua cái gì đó cái có gì quay lại sao cũng chở gần tới thôi, bây giờ mình dẹp dọn đồ bớt đi ha. Sáng giờ chưa ăn cơm hay gì Trang? Dạ chưa. Ô trời, sao vậy? Dạ, sáng giờ nó khóc rồi nó đòi bọng không rồi. Không rồi giờ sáng giờ không có làm gì được hết. Chưa nấu ăn luôn hả? Dạ thịt, hôm bữa anh kêu em thịt mua miếng thịt về kho hồng dịch đó. À. Rồi tới giờ còn. À. Ở giấy chứng minh nè. Dạ, giấy chứng căn cước của con. Em sinh năm 99. Dạ. À rồi cắt cái giấy này đi. Đó. Cắt cẩn thận. Cái này là ngày xưa mà để mấy người mà vận động viên á mà đánh võ rồi đó thì học võ nữa để cho ngày xưa có đi học ba võ sơ sơ học võ khỉ á. Em thường đánh trên cái miếng này nè anh để đây ha. Đây em đi ra ngoài kia lấy chổi. Để đâu anh Nguyễn? Rồi em ẵm em bé ra đây anh dọn giùm cho. Tí mà. Tắt cái quạt đi. Dạ. Cái căn trọ này khoảng chắc khoảng 12 mét vuông quá. Tới không? Không tới đâu hả? Tới chưa? Tới chưa? Em bắn đúng không? Cũng vừa xong rồi. Hai mẹ con ở ngon lành rồi. Cái này gì vậy? Rau quên trả tiền thôi. Ôi trời. Chút xíu không bỏ. Tiền không làm anh Quân giúp đỡ còn bỏ đó không à? Ôi trời. Anh Nguyễn mai mốt gì đó không ngày nghỉ lễ mai mốt gì anh tạo mai ba anh bỏ đây nha. Dạ rồi hai mẹ con cẩn thận trưa ngủ trưa nhớ đóng cửa vậy thôi. Dạ nói chung là nó không nóng lắm. Vô tới chưa? Sao nghe tiếng xe em
Chưa tới. Anh tưởng tới, thôi ngồi đi. Mà đợi tí xíu nữa chứ sao giờ hả? Cũng đi đó cũng 20-30 phút à. Ở chổi là em mượn tay hay sao? Dạ chổi chú trọ để đó, xài chung hết. À. Na chưa cơm, đâu em mua hộp vịt em kho đâu. Dạ. Anh kho ra. Trong cái nồi đó, nồi đây. Dưới dở nồi dưới. Anh nói cho nghe là một hộp vịt thịt hộp vịt liền á. Dạ. Kho ngon không? Kho nước dừa hay là nước lạnh? Dạ nước dừa. Nước dừa hả? Dạ. Ôi trời. Ô. Gọi găng lên. Tự nhiên muốn đói bụng nữa thằng mày. Này hết nồi thịt này hết nhiêu tiền? Dạ 80 ngàn. 80 ngàn. Dạ. Hai ngày mấy ngày này là chắc ngon. Dạ chắc mốt mới hết. Mốt mới hết. Là mấy ngày rồi? Dạ 3-4 ngày vậy. Nếu tính mốt luôn có rau luộc gì không? Thì là ăn đó rồi. Dạ hôm qua thì có rau cải với cải muối ăn rồi xong rồi hết rồi. Không có để rau cải cải, cải muối đến đâu. Ồ, tiết kiệm rồi ha, 80 ngàn ăn mấy ngày luôn. Tiết kiệm hay là ăn không ăn bẩn? Dạ tại có mình em ăn không có nhiều. Rồi cái tủ này để đâu giờ ta? Ngay này ha. Rồi giờ nữa, để xuống đi Đạt, để xuống giờ tiếp Đạt ơi. Tên tên tên. Không, cái này nó chắc chắn lắm. Dạ. Sao lấy đó quá. Nhưng mà nó không có khép được. Được không? Đây. Này anh này tên Đạt, làm thợ hồ xây nhà bên đây nè. Dạ. Xây. Ở trên này có cái chìa khóa. Có chìa khóa đâu ta? Chìa khóa đâu anh vậy? Có nghĩa là chị nữa, ví dụ như có một ít tiền lẻ vậy đó. Thì em bỏ vô đây. Dạ. Bỏ vô đây em khóa lại. Có cái chìa khóa không anh? Có. Dạ. Đó là chìa khóa nè. Em không thấy á. À. Như bình đó mình phải về đó ha. Bên đây phải không? Đó, khóa là gì? Rồi. Thì kiểm tra được chưa ha? Còn dạ. Còn bên phòng bếp này nè ha. Dạ. Là bên em bảo hành 1 năm là bảo hành đổ ha. Còn này vô nó hư thì nhà mình tức tiền mua. Bảo hành 1 năm là bảo hành cái nào? Cái ổ của mình thì ổ cái này. Cái ổ bạc á. À. Này. Dạ. Nấu được cho nước tràn gì em á. Dạ. Còn cái mặt này. Mặt này bên em không bảo hành được. Cái này thì hư thì thay. Đúng rồi. À. Nấu được cho nước sôi tràn quá ha. Tràn quá đưa vải kiến. Dạ. Đúng rồi. Nó thường kiến nó dở đúng không? Kiến nó gì nó độ sôi nó quá nó chịu không nổi. Như sôi quá mình dặn bớt ra đi dùm ha. Dạ. Đừng cho nước nó nhiễm này quá. Nước nó chảy một ổ mà hư. Nhưng mà chỗ anh là thay ga đồ ngay số điện thoại đồ của anh luôn đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Có đầy đủ dưới bình có gì dạ. Nữa em điện ha. Dạ. Ví dụ cái ổ chặt như vậy đó ha, rồi điện ngoài vô sửa miễn phí dùm. À nghe nghe đây có số điện thoại được hết. Dạ. Ủa anh là chủ hả? Tôi nhân viên vô ga. Cho em gửi anh cà phê ha. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều. Rồi. Dạ. Khui này ra luôn chứ? Khui đi, khui ra đi. Đạt ơi. Phụ tí. Xong rồi, ra là xong rồi. Coi chừng gọc vô cái niệm luôn nha. Sao rồi, mừng không Trang? Cảm ơn. Ngày xưa đi làm công nhân á, thì em có đầy đủ vật dụng giống gì không? Dạ không. Dạ.
trong cuộc đời em lần đầu tiên được đầy đủ vậy luôn á. Thôi vậy hả? Dạ. Ngày xưa ba mẹ thì khổ lắm hả? Dạ. Phải cảm ơn anh Nguyễn rồi. Đặt. Chưa còn một miếng ấy nữa, miếng bọc ấy nữa. Cái miếng da kìa, đặt lấy miếng bọc miếng da luôn, trùm vô luôn đi. Để nó đi, chút xíu mình dẹp. Cái bọc này đựng gì được không ta? Thôi. Cái này theo đúng nghĩa mà xanh đỏ đỏ cho nhỏ nó hàm luôn á. Bên nghe đặt coi. Ồ, cái bà chủ này cũng hay ghê ta. Lựa cái hình Doraemon luôn. Này sao ta? À, ok. Ok. Rồi hai mẹ con vô nằm khai trương rồi. Coi thử coi nó mát hơn cái tấm cũ không. Cho bé vô nghỉ thôi, mát không? Thấy sao Nguyễn? Quá ok. Nè. Bây giờ Bùi Hồ giấc giả. Không nói giấc giả hay đâu. Rồi sao? Nói chung là em cứ để lót cho Minh Anh nằm đi. Dạ. Thật ra để anh em mà có một cái động lực như thế này á là cũng là nhờ Quý Mạnh Thường Quân. Thì theo người ta nói là một người có của, người có công, cộng thêm cái duyên nữa. Thì duyên mai là anh Nguyễn gặp được bé Trang, gần chủ trọ hướng dẫn bé Trang về đây nè. Thì sau khi đăng clip lên thì cũng cô bác quý chị Mạnh Thường Quân cũng đồng cảm với lại bé Trang. Mẹ con đơn thân à, mà cái quá khứ á, thì nó lại có nhiều cái trắc trở. Mà được Mạnh Thường Quân như thế này á, cái chuyện mà mấy anh em làm chuyện này là một chuyện rất nhỏ trong sự đóng góp của cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân. Thì mục đích chính á, là để cho bé Trang cùng với Minh Anh có thể có một cái cuộc sống tốt hơn trong những ngày sắp tới. Chắc có lẽ là sau khi mà hai mẹ con cố gắng ổn định trong một thời gian nữa, khi mà bé Minh Anh có thể giữ nhà trẻ được đó, thì bé Trang cũng sẽ đi làm ở công ty hay là như thế nào đó. Tại đoạn đường cũng còn khá là dài, cũng còn hơn một năm nữa thì mới giữ bé được. Một lần nữa thì Bùi Hồ, anh Nguyễn, anh Giang xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh của hai anh em, tạo điều kiện cho hai anh em có được ngày hôm nay một việc làm coi như là mệt tí xíu nhưng mà vui, tại vì chỗ ăn chỗ ngủ mà mới sanh lại yếu ớt nữa, nếu như ăn ngủ không ngon thì lấy sức đâu mà chăm sóc em bé, đúng không? Thì chắc có lẽ là bé Trang sẽ nói là nào với lại cô bác với chị Mạnh Thường Quân ha. Hôm nay con cảm ơn là trước tiên là cảm ơn anh Nguyễn rồi với anh Bùi Hồ để giúp đỡ cho em. Nhờ mới có hai anh với em mới được cái ngày hôm nay. Không có hai anh em không có gì hết trơn á. Em cảm ơn hai anh nhiều. Với em cảm ơn mọi người Mạnh Thường Quân. Rồi em cảm ơn đã giúp đỡ cho em tiền, số tiền em có. Số tiền để em trang trở và em cảm ơn rất nhiều. Cảm xúc của chàng hôm nay đã được bất ngờ đó, những món đồ đó. Như thế nào? Em vui lắm, mừng lắm. Nhưng mà cái vô lòng không khóc nữa. Dạ. Nhưng mà rất nhiều. Giờ em mượn em không biết nói gì hơn. Em chỉ biết em biết cảm ơn mọi người. Dạ. Và nãy giờ anh em mình cũng đến đây cũng trong trọn vẹn. Đó, còn
anh Cường đó, anh Cường gửi tiền về đó thì mình cũng đang chuẩn bị nhận đó. Thì anh dặn như là đóng 6 tháng tiền trọ và một cái tủ lạnh đó. À, vậy là đi đi mua tủ lạnh luôn cho nóng. Thì sau khi chờ đợi đó, mình sẽ chia sẻ vào buổi hồi đó clip. Clip sau đi, tại clip cũng khá dài ha. Thưa cô bác quý anh chị, thì như chia sẻ của anh Nguyễn An Giang, thì mạnh thường quân của anh Nguyễn là anh Cường ở Mỹ ha. Ở Mỹ, anh Cường ở Mỹ cũng có hỗ trợ thêm 6 tháng tiền trọ cho hai mẹ con, đồng thời là trang bị cho hai mẹ con một cái tủ lạnh để cho hai mẹ con có cái nơi để mà có thể nước đá, nước lạnh nó uống. Ông nhưng mà mới sanh là không có uống đá được đúng không? Để gao. À, để gao, để đồ những cái đồ lạnh, tủ lạnh thịt như cá, là gao, thịt cá đồ để mình dự dự, dự trữ á. Ha. Thì ở clip sau. Và còn một cái câu chuyện của bé Trang mà lúc còn bé cho đến khi mà bé Trang bây giờ là một cái câu chuyện rất dài. Và cảm ơn cô bác rất nhiều. Để xem ở clip thứ hai nha.